bước sang quý thứ ba của năm, bên cạnh việc hưởng lợi từ chính sách ưu đãi 5% lệ phí trước bạ của chính phủ, thì một số mẫu xe còn được ưu đãi lớn từ nhà sản xuất cũng như là đại lý. Do đó, giá thực tế mà nhiều người dùng phải bỏ ra để sở hữu một chiếc xe sẽ thấp hơn nhiều so với mức giá niêm yết trước đây. Đầu tiên đó là dòng xe Mazda CX-8 với mức giảm giá từ 200 cho đến 285 triệu đồng Việt Nam sau khi giảm giá tiền mặt và ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mazda CX-8 có giá bán niêm yết cho 4 phiên bản bao gồm Deluxe 1 tỷ 149 triệu, Luxury 1 tỷ 199 triệu, Premium HDMI 1 tỷ 349 triệu đồng Việt Nam và Premium AWD 1 tỷ 399 triệu đồng Việt Nam. Mazda CX-8 ưu đãi được Thaco áp dụng cho dòng xe này với mức giảm dao động từ 150 cho đến 210 triệu đồng Việt Nam, và từ đó giá bán thực tế của Mazda CX-8 chỉ còn tương ứng là 999 triệu, 1 tỷ 049 triệu, 1 tỷ 149 triệu và 1 tỷ 249 triệu đồng Việt Nam. Bên cạnh đó thì dòng xe CX-8 còn được hưởng trọn vẹn chương trình ưu đãi thuế của chính phủ cho xe lắp ráp trong nước, cộng dồn hai ưu đãi từ phía nhà sản xuất và chính phủ thì số tiền khách hàng có thể tiết kiệm khi mua được dòng xe này dao động từ 200 cho đến 285 triệu đồng Việt Nam và thuộc nhóm cao nhất ở thời điểm hiện nay. Dòng xe thứ hai đó là Peugeot 5008. Từ ngày Peugeot Việt Nam áp dụng chương trình giảm giá bằng tiền mặt với giá trị lên tới 100 triệu đồng cho mỗi mẫu xe SUV 7 chỗ 5008. Cụ thể là số tiền thực tế mà khách hàng phải bỏ ra để mà sở hữu Peugeot 5008 chỉ còn là 1 tỷ 099 triệu cho đến 1 tỷ 249 triệu, tương ứng cho hai phiên bản AT và AL. Peugeot 5008 đó là một mẫu xe được lắp ráp trong nước nên cũng được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của chính phủ, và từ đó số tiền người tiêu dùng tiết kiệm được để mua Peugeot 5008 sau khi cộng dồn hai ưu đãi từ phía nhà sản xuất cũng như là chính phủ được dao động khuyến mãi từ 155 cho đến 175 triệu đồng Việt Nam. Thương hiệu đến từ Nhật Bản Honda, Honda CR-V 2020. Các đại lý Honda Việt Nam đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt mua xe Honda CR-V 2020 dưới nhiều hình thức như là quà tặng phụ kiện với giá trị lớn kết hợp cùng một gói bảo hiểm thân vỏ trong thời hạn 1 năm. Tổng giá trị ưu đãi cao nhất ghi nhận được của đợt này lên tới 90 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên, số lượng xe nằm trong đợt giảm giá lần này không nhiều và ưu tiên cho khách hàng đặt sớm. Thế hệ 2020 của Honda CR-V được chuyển sang hình thức lắp ráp trong nước nên mẫu xe này cũng được hưởng ngay ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của chính phủ. Do đó, số tiền khách hàng có thể tiết kiệm sau khi cộng dồn các khuyến mãi của đại lý và ưu đãi thuế sẽ dao động từ 140 cho đến 157 triệu đồng Việt Nam. Ở tại thị trường trong nước thì Honda CR-V 2020 được phân phối chính hãng với 5 phiên bản khác nhau, phiên bản E, G và L, với giá bán niêm yết tương ứng là 988 triệu, 1 tỷ 048 triệu và 1 tỷ 118 triệu đồng Việt Nam. Cũng đến từ thương hiệu Nhật Bản dòng xe Fortuner Toyota. Toyota Việt Nam đã tung ra chương trình khuyến mại trị giá là 55 triệu đồng Việt Nam cho khách mua xe Fortuner, áp dụng cho hai phiên bản lắp ráp trong nước đó là 2.4 AT 4x2 và 2.4 MT 4x2. Chương trình này được thực hiện theo hình thức tặng 1 năm gói bảo hiểm thân vỏ và gói bảo dưỡng 3 năm trong 100.000 km, và bên cạnh đó cả hai phiên bản này đều được nhận ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của chính phủ. Cộng dồn hai ưu đãi này thì số tiền mà khách hàng có thể tiết kiệm được khi mua dòng xe này đó là 107 cho đến 120 triệu đồng Việt Nam. Toyota Fortuner hiện được phân phối với 6 phiên bản bao gồm 4 phiên bản lắp ráp trong nước 2.4 AT 4x2, 2.4 MT 4x2, TRD 2.7 AT 4x2, 2.8 AT 4x4 và hai phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc 2.7 AT 4x2, 2.7 AT 4x4. Kế đến phải nói là dòng xe mang thương hiệu Hàn Quốc Hyundai Santa Fe. Theo khảo sát ở tại đại lý Hyundai trên toàn quốc thì Santa Fe hiện đang được ưu đãi từ 14 đến 25 triệu đồng Việt Nam với mức hình thức là trừ thẳng tiền mặt vào giá bán. Tuy nhiên, mức giá điều chỉnh sẽ có sự khác biệt trên từng phiên bản cụ thể khác nhau. Thêm vào đó thì Hyundai Santa Fe đó là một mẫu xe lắp ráp trong nước, cho nên được hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của chính phủ trong năm 2020, cộng dồn các ưu đãi về giá từ đại lý và thuế trước bạ, thì số tiền khách hàng có thể tiết kiệm được khi mua dòng xe này dao động từ 64 cho đến 98 triệu đồng Việt Nam. Ở tại thị trường trong nước thì Hyundai Santa Fe được phân phối với 6 phiên bản cùng mức giá niêm yết từ 995 triệu đến 1 tỷ 245 triệu đồng Việt Nam. Xe có hai tùy chọn động cơ gồm có máy xăng 2.4 GDI, sản sinh công suất 188 mã lực và 241 Newton, mô men xoắn cực đại và máy dầu 2.2 CR-V, sản sinh công suất là 200 mã lực và 441 Newton, mô men xoắn cực đại, hộp số tự động 6 và 8 cấp. Thaco vừa chính thức công bố giá bán mới của Mazda CX-8 trong quý thứ 3 của 2020, và đây là mẫu xe có mức giảm sâu nhất trong đợt điều chỉnh giá lần này của Thaco. Giá bán mới của mẫu SUV Mazda CX-8 trong quý 3 giảm từ 150 cho đến 200 triệu đồng Việt Nam, tùy theo từng phiên bản. So với giá bán trước đó thì xe được phân phối tại thị trường trong nước có 4 phiên bản, gồm có phiên bản 2.5 Deluxe, 2.5 Luxury, 2.5 Premium và 2.5 Premium AWD. Cụ thể là phiên bản thấp nhất Mazda CX-8 2.5 Deluxe được giảm giá là 150 triệu đồng Việt Nam, còn 999 triệu đồng. Bản 2.5 Luxury và 2.5 Premium AWD cũng có mức giảm tương tự như vậy. Giá bán trong quý thứ 3 này còn là 1 tỷ 05 triệu và 1 tỷ 25 triệu đồng. Riêng bản 2.5 Premium có mức giảm cao nhất. Xe có giá là 1 tỷ 15 triệu đồng, thấp hơn 200 triệu đồng so với trước đó. Bên cạnh đó thì Mazda CX-8 cũng là mẫu xe được lắp ráp trong nước nên còn được giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020, Nghị định Chính phủ. Lý do giảm giá mà Thaco đưa ra đó là doanh nghiệp này đã đàm phán được với các đối tác để mà giảm chi phí, giá thành sản xuất. Điều đáng chú ý khác với những lần ưu đãi trước đây là giá xe Mazda CX-8 lần này được giảm thẳng vào giá bán lẻ chứ không còn là hỗ trợ tiền mặt nữa. Mazda CX-8 sở hữu thiết kế sang trọng và hiện đại, sẽ được trang bị động cơ xăng 2.5, công nghệ SkyActiv-G, hút khí tự nhiên cho công suất tối đa là 188 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD. Đối với bản Deluxe, Luxury và Premium CR-V hoặc là dẫn động 2 bánh toàn thời gian bản AWD. Đối thủ cạnh tranh của dòng xe Mazda CX-8 đó là Hyundai Santa Fe với giá bán dao động từ 995 cho đến 1 tỷ 245 triệu đồng Việt Nam, hay là dòng xe của Honda CR-V giá bán dao động từ 983 cho đến 1 tỷ 093 triệu đồng Việt Nam. Với thương hiệu Nhật Bản, Honda rất được nhiều người gốc Việt ở tại Hoa Kỳ cũng như là người Việt trong nước chúng ta ưa chuộng bởi tính năng bền bỉ cũng như là giá cả hợp túi tiền của rất nhiều người ở trong xã hội. Với mong mỏi đưa đến cho quý vị tất cả những thông tin mới nhất về giá bán của các dòng xe Honda ở tại thị trường trong nước để quý vị có thể tham khảo xem mẫu nào có thể phù hợp với túi tiền của mình và chọn cho mình một mẫu xe tốt nhất. Honda City là mẫu xe sedan hạng B với thiết kế ấn tượng, trẻ trung, giá thành hợp lý phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng, thường xuyên lọt vào top xe bán chạy nhất trong phân khúc và bán chạy nhất trong tháng. Đối thủ trong cùng phân khúc cạnh tranh với Honda City đó là Toyota Vios, Hyundai Accent, Mazda 2, Nissan Sunny. Hiện tại Honda City có 6 màu sơn bao gồm có màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu nâu, màu đen và màu bạc. Với giá niêm yết, xe Honda City có 3 dòng được phân phối tại thị trường trong nước Thứ nhất đó là Honda City, giá niêm yết là 529 triệu. Giá lăn bánh ở tại các tỉnh thành ở trong nước là 559 triệu. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh là 578 triệu và tại Hà Nội là 583 triệu đồng Việt Nam. Đối với mẫu xe Honda City 1.5G, giá niêm yết là 559 triệu đồng. Được bán ở tại Hà Nội là 615 triệu đồng cho giá lăn bánh. Và tại thành phố Hồ Chí Minh là 609 triệu đồng giá lăn bánh và tại các tỉnh thành khác là 590 triệu đồng. Đối với mẫu xe Honda City 1.5, giá niêm yết là 599 triệu. Giá lăn bánh được bán ở tại thành phố Hồ Chí Minh là 651 triệu đồng, ở tại Hà Nội là 657 triệu đồng và tại các tỉnh thành khác là 632 triệu đồng Việt Nam. Nói về các thông số kỹ thuật dòng xe Honda City đời 2020 với động cơ 1.5 SOHC iVTEC 4 xi lanh thẳng hàng 16 van với hộp số hai loại, hộp số vô cấp CVT, ứng dụng công nghệ, dung tích xi lanh 1497cc với công suất là 118/6600, mô men xoắn là 145/4600. Hệ thống nhiên liệu của dòng xe này là phun xăng điện tử PGM-F1. Dung tích bình nhiên liệu là 40 lít, gồm có hệ thống treo ở trước và sau, hệ thống phanh trước và phanh sau. Phanh trước là phanh đĩa và phanh sau là tăng trống. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo đường hỗn hợp là 6,1 lít cho 100 km với dòng xe Honda City 1.5. Còn dòng xe Honda City 1.5 top là 5,8 lít cho 100 km. Còn đối với mức tiêu thụ nhiên liệu trong đường hỗn hợp đô thị, đối với dòng xe Honda City 1.5 là 7 lít 97 cho 100 km. Còn Honda City 1.5 top là 7 lít 59 cho 100 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở ngoài đô thị, dòng xe Honda City 1.5 là 5 lít và dòng xe Honda City 1.5 top là 4,86 lít cho 100 km. Nói về ngoại thất thì Honda City sở hữu thiết kế mang triết lý đôi cánh với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cản trước chắc chắn cho cảm giác thể thao. Xe có kích thước chiều dài, rộng, cao tương ứng là 4.440, 1.694, 1.487mm, trong khi chiều dài cơ sở lên tới là 2.600mm. Phần mặt trước của Honda City cảm nhận sự khỏe khoắn hơn nhờ mặt ca lăng dạng mắt lưới to. Thanh ốp mặt ca lăng mạ rôm sáng bóng, nổi bật là logo Honda chính giữa chạy liền với hệ thống đèn pha full LED và dải đèn LED ban ngày bó ở bên dưới. Hốc đèn sương mù tách biệt rõ nét, tổng thể mặt trước có sự chắc chắn và cứng cáp hơn. Nói về phân xe gọn hơn và vuốt về phía sau thanh thoát hơn, phiên bản 2020 thì đường gân xe chạy dọc hơn làm tăng tính thể thao, la răng 16 inch hợp kim dạng nan hoa. Cách điều cá tính, vây cá trên nắp đuôi xe, gương chiếu hậu gập chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, tay nắm cửa mạ rôm. Phần đuôi của xe Honda City có cụm đèn hậu thiết kế ba góc cạnh, cản sau gắn hốc thoát gió dạng thanh ngang, gắn mắt lưới, đèn phản quang hiện đại hơn. Các chi tiết như là thanh nẹp mạ rôm, logo và camera lùi vẫn giữ nguyên. Khách hàng đặc biệt quan tâm về nội thất có thể tham khảo Honda City có khoang nội thất được trang bị khá nhiều các tính năng hơn hẳn các đối thủ như là cụm điều khiển trung tâm hướng về người lái, vô lăng bọc da tích hợp nút bấm điều chỉnh âm lượng và hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control. Lẫy chuyển số thể thao cũng được tích hợp. Tay lái trợ lực điện, màn hình giải trí 6,5 inch kết nối smartphone qua cổng HDMI, USB và Bluetooth. Phiên bản 1.5L trang bị điều hòa tự động điều khiển cảm ứng hiện đại, ghế bọc da, bàn thường đó là ghế bọc nỉ. Hàng ghế 2 trang bị bệ tì tay và có thể gập 60-40 để tăng diện tích khoa hành lý khi cần sử dụng. Xe cũng được bổ sung thêm hộc đựng đồ, giá để cốc, ngăn chứa đồ tiện nghi. Còn nói về sự vận hành của xe, ai cũng quan tâm đến động cơ như thế nào. Honda City sử dụng động cơ 1.5 4 xi lanh thẳng hàng, công suất là 118 mã lực, tại vòng tua máy là 6.600 vòng trên 1 phút và mô men xoắn cực đại 145 Newton tại 4.600 vòng trên 1 phút. Sức mạnh của xe truyền qua hộp số vô cấp CVT. Xe có sẵn tính năng Eco giúp tiết kiệm nhiên liệu và tính năng an toàn đáng chú ý như là chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, chống trộm, túi khí và tựa đầu giảm chấn cho ghế trước. Xét về ưu điểm thì xe Honda City có kiểu dáng thiết kế thể thao hiện đại, không gian cabin rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, trang bị tiện nghi tốt, trang bị an toàn đầy đủ, vận hành thể thao, tiết kiệm nhiên liệu, chất lượng bảo dưỡng bảo hành xe tốt, xe bền bỉ giữ giá khi bán lại. Tuy nhiên cũng có khá là nhược điểm, đó là giá bán khá cao, máy lạnh xe yếu, khả năng cách âm chưa thực sự tốt và chi phí bảo dưỡng xe cũng khá là cao.